nói mấy bạn trẻ, mấy bạn giống như tuổi của em là dưới 30 tuổi, từ 20 tới 30, các bạn nên làm nhiều nghề đi, giống như em á đó, em là lại giống như ngày xưa anh nói, cứ làm hết farm này tới farm kia, mình trải qua để mình hiểu được cái cảm giác người ta làm như thế nào, với lại biết được để sau này còn còn nói chuyện với mấy đứa con cháu mình biết nữa chứ Tại vì đó. ở chỗ này có những cái người đồng nghiệp, người bạn ấy, họ cũng làm hai job đó, người ta làm tối rồi tối người ta đi làm nhà hàng nữa nha, làm tới 9-10 giờ, giống như mấy cái học trò của anh đó, mấy cô bạn dưới đó, Anh nói đó. cô bạn cũng làm hai Ừ, job dưới rồi đó. đó. Hai Dạ rồi chốt cũng đâu có sao đâu. đâu sao Nói rồi. chung là bây giờ em anh hỏi nè, bây giờ hồi xưa là em ở Việt Nam em cũng có làm. Thì lương của em hồi đó Việt Nam khoảng bao nhiêu tiền? À, em chưa có làm Việt Nam, hồi hồi đó thì em đi Philippines, Malaysia như là Thái thì lương tầm trên 30 triệu, khoảng Rồi 30 triệu. 30 triệu. Dạ Rồi bây giờ nói là 35 triệu đi. Ok. Rồi, dạ cái 35 triệu đi, coi như là 2.000 đốt đi, được không? dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, đúng không? Cả đó đúng không? Rồi bây giờ ở Việt Nam thì làm anh nghĩ đâu đó khoảng 1.000 đốt mà. Là giỏi rồi đó. Có nhiều bạn là không làm tới được 1.000 đô Úc nữa, làm như có đâu 600-700 đô Úc một tháng nha. Cái này mình nói một tháng nha. Rồi qua đây em thử tính đi, em dẹp hết mấy chốt qua một bên. Anh nói em lấy tính chốt làm tỏi thôi. À, đúng rồi, làm tỏi thôi. Một tháng được nhiêu tiền thôi? Một tháng cho anh trừ cho tầm 4.000 thôi, đó là Có ở bốn đây ngàn đấy, 4.000. 4.000 là mình nói là thấp quá nha. Dạ thấp Còn chưa tính thứ bảy chủ nhật rồi hoặc là gì đó nữa thêm, chưa tính ấy nha, chưa tính một tháng nó tới hơn 4 tuần á, một tháng nó tới 4 tuần mấy ngày đó, đó là cho là 4.000 đi, 4.400 đó, 4.000 đó đó, mà thấy không? Bây giờ tính ra mấy nước khác là đã, thứ nhất là đã gấp đôi rồi đúng không? Em chưa làm ở Việt Nam nhưng mà mấy nước khác anh không biết mấy nước khác làm sao, thì lát nữa em chia sẻ với anh. Thấy mấy bạn ở làm Việt Nam á, có bạn làm một tuần 6 ngày mà mỗi ngày các bạn nó làm coi như là tại buổi trưa nghỉ 2 tiếng nữa, tự nhiên nó ra thành 12 tiếng luôn. Dạ Đúng đúng không? Tiếng rồi. đi tiếng về cộng thêm 2 tiếng nghỉ trưa nó thành 12 tiếng luôn. Còn em làm mấy nước khác hay sao? Mấy nước kia thì sao? À, tại vì hồi hồi đó em làm đa phần công ty đa quốc gia thì làm đúng giờ, có về đúng giờ thôi, chứ họ không có làm thêm giống Việt Nam mình. Ví dụ Việt Nam mình á, ngân hàng thì phải ở thêm tới 6-7 giờ tối người ta cũng muốn trả tiền, người ta trả cái lương đó, vẫn cái lương đó như vậy thôi, chứ mình có làm thêm. Còn bên Úc á, nếu anh làm quá thì người ta sẽ trả cái tiền penalty á, Gấp thì rưỡi gấp một đôi đúng đúng rồi không? gấp rưỡi. Rồi mấy cái nước kia là ở chính giữa nó có cho nghỉ 2 tiếng gì nhà ăn cơm không em? À, nước kia thì Một rưỡi tới em một làm rưỡi á. 9 tiếng thì nghỉ được 1 tiếng rưỡi anh, trưa thì nghỉ 1 tiếng và hai hai thời gian Hai là break. bất cô. Dạ bất cô. Đó, thì mỗi nước nó mỗi kiểu thôi các bạn. Dạ Đó, một các kiểu. bạn. Ở Việt Nam thì ví dụ mình cho đơn giản Việt Nam 1.000, qua mấy nước xung quanh Việt Nam nó thì được 2.000. Thì các bạn biết nước Việt Nam mình tại sao người ta đi qua mấy nước khác người ta làm việc rồi. Đó rồi đi qua Úc thì kiếm được 4.000 đó là nhân lên rồi đúng không? Nhân 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 lên rồi bên Úc rồi các bạn làm được 2-3 chốt luôn mà không có thấy mệt. Nhưng mà ở Việt Nam và mấy nước châu Á đó mình thấy nó làm thêm thấy nó hơi mệt, Không được, mình dạ khó nè, khó tại vì em cái phải giờ ra nó tới 6 giờ 7 giờ tối rồi làm gì nữa, nó dở dở ương ương rồi tới giờ đó là chỉ có nước về giỏi lắm đi chạy thêm Uber dạ. thôi à Grab thôi chứ khó lắm. Thì cái này mình nói thì bạn Hà ở đây cũng học bất động sản của mình rồi cũng học kinh doanh rồi này nọ, học với lại người Anh nữa thì cũng đã biết được cái chuyện giữa làm công với làm tư với làm chủ rồi. À nhưng dạ. mà nhưng mà vẫn tại vì bên đất nước này đi kiếm tiền tốt mà các bạn, với lại em mới qua thì em cũng nên trải nghiệm nhiều mà để cho em biết thêm về cái cuộc sống ở bên này, chứ đâu phải ủa ở Việt Nam tôi làm được rồi tôi bán hàng được rồi bây giờ tôi không làm nữa. Thứ nhất là Dạ làm để mà gia hạn visa đúng không, năm hai. Và thứ hai thì mình nghĩ mấy bạn nào còn trẻ các bạn cứ lăn xả ra ngoài kia làm thôi. dạ lên sẽ chứ đừng ngại, tại vì hồi trước thì em cũng đi làm công ty lớn đa quốc gia không ạ. Và Úc thì có nhiều người bạn thì mình nghĩ hồi trước mình làm công ty đa quốc gia qua để làm farm ta, thì cái nghĩ đó nó hơi Cái sai. hơi sai sai đúng không? Giống như Dạ, kiểu mấy tại vì bạn đang suy nghĩ là mình đang đi lùi so với cái gọi là cái trí tuệ và cái kiến thức cũng như cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm. Nói chung là đi lùi hết toàn tập luôn á. dạ đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng là tiền thì mình đang tiến lên mà, đúng không? Nhưng mà cái này là à, nãy giờ tụi mình mới phân tích cái khía cạnh là làm một job thôi à. Nếu làm hai job thì mức lương của em đâu phải còn tăng gấp đôi đâu, mà đã so với Việt Nam là gấp 4, so với mấy cái nước còn lại, mấy nước Đông Nam Á thì đã nhân gấp đôi. Gọi là em làm thêm một job thứ hai hoặc là em làm thêm thứ bảy chủ nhật là có khi là nó lại gấp 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 10 lần luôn. Đó. Dạ đúng rồi. Thì em cảm giác sao lúc đó trong cái đầu em suy nghĩ sao?
có cái nào đêm nào nằm mà thao thức suy nghĩ về cuộc đời mình, nói ủa sao mình đi lùi so với cái nhân loại không? À không, thì tại vì em có đọc sách của Robert Kiyosaki, Kiến thức của bất động sản và loại khởi nghiệp, thì qua Úc là cũng như là đất nước đầu mình qua, đất nước phương Tây mình tới, thì mình phải làm công các bạn, mình phải làm công một thời gian, có thể là vài tháng hay cả năm gì đó, sau đó là mình đi từ từ lên, sau đó mình học khối bất động sản rồi loại khởi nghiệp của thời Tâm hay gì đó, các bạn học đâu được, rồi sau đó là mình mở rộng ra để mình lên một cái mức là làm tư, có thể các bạn nhận job đi làm landscaping, dọn vườn, dọn nhà gì đó, rồi sau đó là học lên bất động sản hay là kinh doanh một cái ngành nghề gì đó ở nước Úc hay là ở nước nào cũng được, kinh doanh ở Việt Nam, Thái, Mà Lai gì đó, rồi các bạn lên làm chủ đầu tư thôi, thì đi từ từ. Có một số bạn là muốn áp dụng nguyên cái đó từ Việt Nam đưa Úc cái làm luôn thì theo mình là chưa được, tại vì nếu mà bạn có một cái người, nói chung vẫn được chứ không phải không được, nếu mà các bạn có tiềm lực tài chính hoặc là các bạn có một cái người nào đó mà hướng dẫn cho các bạn thì ok, bạn có thể bỏ qua bước đó. Còn nếu không mà bạn tự mò thì mình nghĩ là các bạn nên từ từ, chứ không thôi là coi chừng là tiền mất và tật mang luôn á. Ở trên đất nước này mà bạn chưa quen biết, rồi tiếng Anh bạn cũng không có được khá giỏi rồi này nọ, là cẩn thận ha. Nhiều bạn là mình thấy là qua đây mở nhà hàng, rồi qua đây rồi thuê văn phòng, rồi làm các kiểu, rồi nhập hàng, rồi tùm lum á, cuối cùng bán không được, rồi xong rồi 37-21 ngày cuốn gói đóng cửa đó. Nên cẩn thận, đúng rồi. Mở nhà hàng rồi đóng cửa, rồi xong rồi sang tiệm, rồi xong khi đó tốn cả đống tiền sửa chữa rồi tùm lum á, nên cũng cẩn thận. Thì qua Úc thì nó mới các bạn, luật nó khác á, nó gì không giống Việt Nam và nước khác đâu. Anh nghĩ nếu bạn nào mà biết hiểu về cuộc sống ở Úc thì kinh doanh của nó dễ hơn, thì nó không có chuyện mà đi cửa sau và nó cũng không có cái màn gọi là lên phường. Nói chung là cái gì nó cũng trong sạch, nó cũng đỡ hơn cho các bạn hơn. Phải biết trong thôi cũng mệt, và một cái điều là mối quan hệ là cũng tốt lắm các bạn, thì bạn không biết những người mà giúp các bạn, để người ta giúp các bạn đi cho nó dễ hơn. Thì có một số bạn cũng giống như em vậy đó, giống như ở Việt Nam cũng làm chức lớn, rồi cũng là trưởng phòng, cũng giám đốc này nọ, rồi qua đây cái tự nhiên cái đi vô trong hãng làm một thời gian, cái xong thấy gọi ở Việt Nam gọi là trí thức á, qua đây làm vậy. Rồi bây giờ em có chia sẻ gì cho mấy bạn đó không? À đúng rồi, tại vì ở Việt Nam mình thấy đa phần là người cũng đi học hết, định cái tốt nghiệp cao đẳng đại học hết, thì đa phần ở Việt Nam họ thích vô văn phòng à, làm ở văn phòng thì là ngại làm tay cân tay chân lắm, tại ở Việt Nam làm tay chân cũng mệt á. Nhưng mà khi mà qua Úc á, thì đừng có nghĩ là có thể mình làm văn phòng ở Úc được, tại vì có những người tốt nghiệp đại học của mình này cũng chưa có thể mà làm vị trí ở trong văn phòng được đâu. Cũng có đó, nhưng mà mình thấy hơi ít, thì các bạn chấp nhận, tại bên Úc đó, là các ngành nghề họ đối xử cân bằng hết, cho dù các bạn làm lượm rác hay là đi dọn toilet hay là làm farm hay làm trong hãng gì đó thì họ đều tôn trọng mỗi ngành nghề hết đó, chứ không hẳn là ở bác sĩ giáo viên họ sẽ coi trọng nhiều hơn so với cái người dọn vệ sinh hay những cái người làm công cộng đường phố đó. Thì mình làm farm làm hãng thì mình vẫn là bình thường thôi, tại vì tiền ở bên này là người ta trả theo giờ mà, thì là công bằng hết. Nên là qua đây thì làm thử làm farm hay làm gì cũng được, làm nhiều nghề lên để mình học hỏi tới người chủ, tạo mối quan hệ nhiều hơn. Rồi, cảm ơn họ. Đó thì các bạn, thì cái lời mà mình muốn chia sẻ và nhắc với các bạn là cái này không phải cái job đến cuối đời của các bạn. Các bạn phải nhớ điều đó cho mình nha. Cho dù các bạn làm bất cứ cái gì, ngay cả ngày xưa mình cũng đi làm farm, mình cũng đâu có nhà hàng gì đâu các bạn. Mà trong khi đó ở Việt Nam mình có bán hàng, mình mở cửa hàng luôn rồi đó. Mình cũng học ở bên Việt Nam rồi qua đây vẫn làm bình thường, và thậm chí có thời gian đi chùi toilet nữa, cũng khác nhau hết. Đó, chùi toilet xong rồi mở công ty, rồi xong rồi thuê người về chùi toilet luôn, mình kiếm nhiều tiền ác nữa. Nói chùi toilet vậy thôi chứ thật sự là nghề cleaning đó các bạn. Đó, cleaning rồi bắt đầu làm, rồi xong rồi làm cho công ty builder, công ty lớn các bạn. Mỗi cái job cleaning mình chạc khách hàng 3.000-5.000, nó nhẹ nhàng tình cảm lắm. Nếu bạn biết rồi những cái đó, mình có hướng dẫn hết trong cái lớp Úc Đại Lợi, ở trong đó mình chia sẻ hết. Mình mở mấy cái email cũ ra cho các bạn luôn,
mấy cái hóa đơn mình trả khách hàng bao nhiêu tiền, khách hàng chuyển tiền cho mình sao đó, thì cái đó là việc kinh doanh của mình ha, làm tư là làm chủ á, là bao nhiêu mình chỉ đứng mình nghe điện thoại thôi, rồi mình kết nối với những công ty builder lớn ở bên Úc này, rồi sau này đó các bạn biết đó, nhờ cái mối quan hệ đó rồi sau này mình cũng làm xây dựng nè, làm nghề nè đó. Thật ra mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì về xây dựng hết, nghề dạy nghề thôi, từ từ học, từ từ lên. Ừ. Rồi nhân tiện đây có Hậu đây thì mình muốn chia sẻ với các bạn luôn, là giống như kiểu ngày xưa mười mấy năm trước á, bây giờ mà hôm bữa cách đây 1-2 ngày cái anh lục lại cái email cũ, mấy email cũ ngày xưa anh gửi cho mấy bạn học học trò của anh á, mấy bạn giống như kiểu mấy đứa em ở Việt Nam mới qua, hoặc là mấy bạn qua bên này học mà mấy đứa trẻ trẻ đó, đó. Thì anh có dẫn hướng dẫn một một cái lớp, 1-2 lớp rồi để cho mấy bạn vô trong, thì lúc đó mấy mấy bạn nói chung là du học sinh qua bên này toàn là suy nghĩ là đi làm bồi bàn nè, đi làm phụ bếp nè, hoặc là đi pha cà phê đó đó, mấy cái nghề đó, hoặc là pha chế cà phê hoặc là gì đó đó, mấy cái nghề đó không, đa số là các bạn làm hết. Mình thấy rất là nhiều các bạn họ làm đó, hoặc là đi phụ bán hàng, bán vỏ điện thoại, bán đồ dán màn hình đồ này nọ kiểu vậy á. Nhưng các bạn quên lại một điều là mấy cái việc đó nó trả cho các bạn dưới 20 đồng, và đa số người ta trả tiền mặt rất ít, những cái chốt giống vậy người ta trả cho các bạn 25 đồng này nọ. Nhưng mà mấy chốt đó giống như kiểu trong khi mà bạn đi học á thì bạn làm được ok, nhưng mà khi bạn holiday đồ này nọ làm sao mà bạn phải kiếm ra 2-3 chốt bạn làm chứ, rồi xong rồi làm phải nó đều, ví dụ như 40 giờ một tuần rồi nọ, rồi người ta trả lương, rồi trả super lương hưu rồi nọ, còn thôi bạn phải học cái gì đó để sau này đi 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 lấy job về cho bạn làm hoặc là cho nhân viên nào làm thôi. Thì cái đợt mà anh hướng dẫn cho mấy bạn á, anh thấy là để bữa nào để lát anh gửi luôn cho Hậu coi luôn, là hồi xưa đó mình anh hướng dẫn đâu có khoảng 3 ngày 5 ngày mấy bạn nó kiếm cũng được giống như em bây giờ đó, cũng ngàn ngàn mốt, 1.000, 2.000, 3 rồi này nọ đó, mười mấy năm trước á, thấy không, chỉ cần biết 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 cách để chỉ người ta cái người ta xin việc được liền. Nhưng mà vấn đề ở đây á, cái mình muốn nói cho các bạn á, cái chuyện đó là đối với mình nó không có khó, mình chỉ với các bạn kiếm được việc liền à, đi làm thì lương cao. Nhưng mà vấn đề ở đây các bạn thấy mười mấy năm rồi đó, nó đâu có thay đổi đâu, nó cũng như đó tiền à. Rồi nếu mà Hậu ở đây lâu thời gian Hậu sẽ thấy, bây giờ nhớ là năm nay năm 2022 nè, để em coi 10 năm sau thì tiền cũng mấy người làm tỏi rồi cũng như vậy à. Đúng rồi. Em ngày mai ấy, em vô em làm ấy, em hỏi thử mấy cô mấy chú đó mà lớn tuổi hoặc là mấy anh gì đó, em hỏi mấy người đó làm bên này bao nhiêu năm rồi, lâu rồi, em hỏi thử coi tiền lương hồi trước 10 năm trước chứ bây giờ nó có thay đổi không. Em vô em hỏi đi, rồi gì bữa sau em chia sẻ tiếp với mấy bạn. Thì Vâng. sẽ thì các bạn, mình mong muốn là các bạn coi cái nghề này, các bạn bất cứ nghề nào các bạn đang làm thì thay vì bạn làm một job thì bạn làm 2 job cho mình, đúng không, rồi dành thứ bảy nhật nghỉ ngơi cũng được, còn thôi thì làm một job rồi làm thêm thứ bảy nhật thì tùy các bạn thôi. Nói chung là đối với bản thân mình chia ra một tuần làm 3 phần, phần buổi sáng, phần buổi chiều và phần thứ bảy nhật đó. Rồi mình nói thêm là cái công việc các bạn hiện tại nó không phải là công việc suốt cả cuộc đời của bạn, nó chỉ là để tích lũy cái tiền mặt của các bạn thôi, tích lũy lên mỗi năm cố gắng kiếm đâu đó 50-70% gì đó tùy bạn, bạn nào giỏi nữa kiếm được 120-130 để dành để sau này vô thường trú rồi quốc tịch rồi mua nhà rồi kiếm việc gì đó kinh doanh rồi lại đầu tư, chứ không lẽ bạn cứ đi làm công vậy suốt đời đâu. Mình nói cái này là các bạn cố gắng làm trong vòng 2-3 năm thôi, tới cái lúc mà bạn quen rồi, tiếng Anh bạn khá rồi, bạn lái xe bạn rành rẽ rồi, bắt đầu ra kinh doanh, bắt đầu đi mua bất động sản rồi đi đầu tư, chứ không lẽ cứ làm như hoài suốt cả đời, đúng không? Em có đồng ý với anh cái chuyện này không? Dạ đúng rồi. Nếu mà bạn nào mà em để ý đi, có những người là sẽ làm tỏi này suốt cả cuộc đời luôn, em vô hỏi có những cô chú làm rất là lâu mà không thoát được luôn á. Dạ có, thì em Đó. có làm với cô chú người người Việt là họ 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 qua đây cái kiểu mà du lịch và cái kiểu trong tụ gia đình đó nè, thì họ họ về rồi họ họ muốn làm cái làm để mà sau này họ có một cái tiền sau này thôi, tiền Thua hưu của họ. mấy cô chú đó thì mình không nói rồi, tại vì qua đây đoàn tụ với con cái mà kiếm được cái công việc làm vô gặp người này gặp người kia, rồi nói chung thì khi nào con cái nó có con có cháu rồi thì ở nhà phụ, còn thôi thì cứ đi làm vậy cho nó qua ngày sống, rồi đi làm vậy nó còn vui hơn là ở nhà mà hưởng tiền trợ cấp. Thì nếu vậy thì không nói, cái đó là người lớn tuổi rồi, người ta cũng giống như bên kia chiến tiến đúng không, người ta đang ở cái giai đoạn mà nghỉ hưu rồi chuẩn bị người ta không muốn làm nữa rồi, còn đây các bạn còn trẻ thì các bạn cố gắng
các bạn cày cày một cách thông minh nha, chứ không phải cày một cách mà không có suy nghĩ nha. Các bạn đi cày bạn tích lũy, giống như đa số các bạn visa 462 này là mình thấy là đa số là các bạn tự lực cánh sinh á, chứ không phải các bạn có hoàn cảnh kinh tế quá quá khá giả, ba mẹ các bạn không phải quá khá giả đúng không, thì các bạn mới nghĩ tới visa này đúng không. Thì do đó thì mình nghĩ các bạn cố gắng lên, cố gắng phấn đấu 2 năm 3 năm đó, 2 năm 3 năm mà bạn tích lũy cho mình. Bây giờ theo em đi, em làm ba công việc cùng lúc á, thì em thấy là theo một cái người bình thường, người ta có sức khỏe bình thường, một năm làm ra được khoảng bao nhiêu tiền, người bình thường thôi đó, cái điều đó nó có khó không? Ta chốt thì người bình thường á thì tính theo Úc á thì có thể kiếm được thấp nhất là 60.000 á, 60.000 đô. Dạ, tại vì nếu mà anh làm trong hãng á thì một năm anh có thể kiếm được 40.000 rồi. 40.000 á. Nếu mà 1.000 một tuần thì một năm tới 50 tuần luôn mà, sao không kiếm được 50 tuần? Giống như em nói là nhiều khi cho nghỉ 10 tuần rồi hay là sao? Em nghĩ là em nhầm tí. Thì một năm thì làm tổ thì kiếm được 50.000 á, với lại tiền hai job part time nữa đi thì tầm khoảng cũng 80 á, thấp nhất là 80.000 á. 80, 90 rồi nó đó. Tại vì đó. Nếu mà làm thứ bảy chủ nhật nữa nha, với lại làm buổi tối là lương cao hơn á. Đó. Làm nhà hàng người ta tính là nhân đôi á, ít nhất là 1.5. Rồi làm đêm là nó qua cái giờ 7 giờ nè, 6 7 giờ tối á, thì người ta tính theo giá khác á. Giống như là hai cái job làm hãng mỗi ngày á. 50 có thể là 100.000 đô được. Đó. Tức là thấp nhất giờ đúng rồi. Bạn nghĩ đi, năm nó ra tới cả tỷ mấy luôn. Cũng thích rồi. Và ăn uống thì nó cũng đâu có mất tiền lắm đâu các bạn. Thấy tiền ở đâu có mấy trăm đô rồi, không tiền ăn uống cho 1 tháng 1.000 đô đi một người rồi đó. Rồi xong rồi trừ ra 12.000 còn lại để dành cũng hơn 1 tỷ rồi. Thì các bạn nào mà thông minh nữa là đi kiếm một cái việc gì đó làm, ví dụ như làm thợ sơn hoặc là làm những cái ngành nghề liên quan tới bất động sản hay là những ngành nghề liên quan tới xây dựng đó, thì sau này bạn còn có thể bạn mở bạn làm nữa. Bạn nào mà vô nhà hàng làm sau này bạn tính mở nhà hàng hả? Tính làm gì? Đó. Ok. Rồi. Đó. Thôi mình tâm sự với bạn Hậu vậy. Mong các bạn có rút ra được bài học gì cho các bạn rút ra. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.